hùng phước làm thiện pháp cúng dường như mua sắm tứ vật dụng hợp luật cúng dường cho chư tăng xây bảo tháp làm tượng phật xây cầu sửa chữa một công trình mà giấu tên không cho người nhận biết con có hay giúp một người bạn được biết các thiện pháp để họ hoan hỷ làm bạn ấy gửi tịnh tài hùng phước cho người nhận thường giấu tên mình bạn ấy chỉ nghĩ rằng mình phát tâm và gửi tiền đến người tổ chức thiện pháp đó là đủ rồi không cần ghi tên tuổi gì có thành tựu phước hay không và có được lợi ích hay không à, nói về cái phước thì chỉ cần mà quý vị làm thiện thì chắc chắn nó có phước nhiều ít là tùy ha à, bây giờ sư nói cái um, nói về đời trước đi À, tại sao mà bây giờ những cái rác ở trên mạng nó nhiều như vậy? người ta chạy theo vật chất, nha, người ta chạy theo siêu xe, người ta chạy theo những cái túi sách, những cái giá trị uh, vật chất và người ta tôn vinh đó, người giàu thì họ nói cái trên trời dưới đất gì cũng nghe hết, còn người nghèo mà họ nói dù là chân lý thì cũng không ai thèm nghe, do cái xã hội vật chất à, nó dẫn đến cái chuyện là những cái rác ở trên mạng có rất là nhiều nhưng mà quý vị để ý, có những cái chuyện mà nó tốt lành, nó hiếm. Tại sao vậy? Bên cạnh cái chuyện ít người quan tâm, nó còn một chuyện nữa là cái chuyện tốt ít người chia sẻ. Mà nếu như mà mình không có hỗ trợ một phần trong cái chuyện mà mình chia sẻ cho mọi người cùng biết, mà mình cứ làm âm thầm mình làm như vậy đó, thì nó có thể dẫn đến cái chuyện là những cái chuyện tốt đó, ít người biết tới mà những cái chuyện xấu đó, người ta biết nó nhiều hơn mà trong khi đó trong tăng chi bộ kinh ấy à, nó có một cái như thế này có người làm thiện mà hơn cả người thiện đó là gì khi mà họ làm thiện và họ còn khuyến khích người khác làm thiện thì họ là người hơn cả người thiện à, cho nên thì à, sư vẫn khuyên là mình nên có sự chia sẻ rộng rãi à, mà trong cái sự chia sẻ rộng rãi đó đó mình cũng cần cái sự chính danh nha cần cái sự chính danh à, rồi thêm một cái à, vấn đề này nữa như thế này à, là trong cái vấn đề minh bạch trong từ thiện quý vị biết không khi mà quý vị để tên á thì mình à, khi thống kê á mình dễ theo dõi còn khi mà quý vị cứ giấu tên như vậy đó À, thí dụ nha sư thí dụ một trường hợp như thế này nếu như mà cái người này gian nha 10 người 10 người gửi đều giấu tên nhưng mà chung một cái khoản tiền giống nhau ví dụ như 10 người gửi một triệu mà giấu tên rồi 15 người gửi 2 triệu mà giấu tên như vậy thống kê họ chỉ cần ghi một người giấu tên gửi một triệu thì 10 người kia cũng nghĩ à chắc mình đó rồi À, một người giấu tên gửi 2 à, triệu thì 15 người kia cũng nghĩ à chắc mình đó trong khi đó nó chỉ có một thôi. họ chỉ ghi có một khoản thôi. Thì như vậy cái um, cái sự minh bạch trong từ thiện á nó sẽ gặp vấn đề và nó sẽ tạo điều kiện cho những người à, có cái lòng bất thiện, họ có kẻ hở để họ chui. À, thành ra là nhất là dạo gần đây quý vị thấy rồi, trong rắc rối rất là nhiều những vấn đề minh bạch trong từ thiện thành ra một trong số những yêu cầu đó là gì công khai những người gửi mình có thể mình có thể giấu tên mình có thể viết tắt cái tên của mình nha có thể viết tắt cái tên của mình à, hoặc là làm à, đó lấy tên một người nào đó cũng được à, nhưng mà ít nhất là để chi để cho cái công tác thống kê đó nó được minh bạch Ngó gì chứ nó quan trọng lắm quý gì mà sư đã làm và sư thấy rồi nhiều lúc nó phiền tại vì 10 người, 10 người giấu tên mà cái tiền nó na ná nhau như vậy đó rồi mình ghi nha, nó ghi nó như thế nào. Ừ. Thành ra sư nhắc để quý vị nhớ. À, rồi um... còn và nói về uh, nếu mà nói theo pháp á thì mình không có khoe khoang. Nhớ gì cái cái chuyện mà giấu tên hay không giấu tên á. Nhiều người họ nhầm với cái chuyện là mình khoe khoang, nhưng nhớ mình chỉ cần, mình có thể mình quang minh chính đại, có nghĩa là mình làm cái gì thì mình thừa nhận, tôi làm tốt thì tôi thừa nhận, mà tôi làm xấu tôi cũng thừa nhận, tức là mình có sự quang minh chính đại, nhưng mà mình không có khoe khoang, không có tự hào, không có ngã mạn là được rồi, nha cho nên là nhiều người họ nhầm á, họ cứ nghĩ là tôi ghi tên tức là tôi khoe khoang tôi ngã mạng không phải hai cái nó khác nhau à, mà nhớ quý vị làm suy nhớ cái này ở trong tăng chi Đức Phật nói có những pháp mà bị che khuất và bị thích khuất lấp thứ nhất là cái bùa chú là họ thích khuất lấp nha cái thứ hai là cái chuyện quan hệ nam nữ thích khuất lấp cái thứ ba là phụ nữ thích khuất lấp. Tức là mình cứ thích nó kín kín vậy đó. À, và sẵn là sư, nhắc nha. Nhiều đôi khi là mình do mình có cái tính đó đó. Ừ. À, thành ra là nó không có nên. À. À, và trong ngay cả các cái loài xa đọa đó quý vị để ý coi. Có những cái loài mà ưa ánh sáng nhưng mà cũng có loài thích chui xuống hang hóc rồi trong những cái chỗ mà ở dưới đất à, rồi sình dơ. Nó cũng do một bên là thích quang minh chính đại mà một bên là thích khuất lấp thành ra cẩn thận cái đó ha cái này ghi tên hay không cái này nó cũng rắc rối lắm tại vì có nhiều có hai trường phái trường phái phải ghi tên còn cái trường phái là ghi tên là là, là khoe đó Nhưng mà thật chất quý vị nghĩ biết không coi chừng mình không ghi tên không không cho ông thư ghi tên á dụ mình là hùng phước đi làm gì đó xây chùa cái mình không cho ông chủ trì ghi tên hồi xưa không ghi tên đâu chứ ghi tên khoe nhưng mà mình quên rằng cái đó là cái cái khoe ngược lại tôi sẽ tự hào vì tôi là cái người đi làm phước mà không ghi tên quý vị đi tầm phước không ghi tên vì tự hào hôm nay tôi gặp nhiều lắm tôi người ta cúng dường tôi tôi làm cái gì tôi gửi vô bữa hổm sửa cái cốc cái cô đó cúng dường bao nhiêu chi phí tôi biện lai like, tôi gõ gàng có khổ khỏi sư khỏi sư tối nhưng quý vị biết rằng á cái khổ của quý vị là ông sư mười mốt ông chết queo well á tại sao mai mốt có chuyện gì cái ai biết đó sư không biên lai like tôi giờ sư nói gì sao bằng Một mốt bằng chứng đâu ông sư ông lô ông đưa ra để để minh chứng cái chữ trong sạch còn nếu như cái điện đó có chuyện nghi ngờ cẩn thận là trên hết cho nên cái hai nữa là mình ghi tên không có nghĩa là mình cố chấp vào cái chuyện mình phụ trương tên tuổi. Ví dụ như mình ghi tên hay không ghi tên quan trọng đối với mình. Cái chuyện mà là tôi làm phước. Chứ không phải là mình ép, mình ép vô cái khuôn cái lề gọi là không ghi tên. Rồi một phần là phải ghi tên cho tôi chứ nó cũng không được. Tức là ở đây á. Ví dụ mình vì cái ý nghĩ của mình thôi. Ví dụ mình không ghi tên là tại sao không ghi tên. Ý nghĩ cái... cái, cái là cái tâm mình nó, nó, tại sao nó muốn như vậy ví dụ mình mình suy nghĩ đi mình cái ý mình nghĩ rằng á mình ghi tên để anh chi à, để đông người vô danh sách người khác người ta nhìn người ta quan nghĩ người ta chạy theo người ta làm ví dụ ví nghĩ nghĩ đi giờ một vị cái danh sách cúng dường cái một buổi lễ một cái ngôi chính điện đi giờ 100 người hùng chín chục mạng không cho ghi tên còn 10 mạng leo que cái bảng lên có 10 mạng những người khác mà nhìn vô người ta thôi nó mất cái động lực đi nó mất cái động lực thì mình suy nghĩ như vậy nó cũng là một cái tốt thôi. còn đâu mình đâu có cần đâu có suy nghĩ rằng là tôi ghi tên là để cho nó uh, nó khoe rồi không ghi tên nó khoe đó nhầm khi không ghi tên nó khoe nó ngủ ngầm tôi uh, gặp nhiều người giống như không khoe không ghi tên không thèm bằng công đức không thèm ghi tên không cần cái họ họ nói chuyện với nhau họ giống như tôi mượn chùa rồi tôi không có con có, có ghi tên đó. bà được có chính chùa chùa thứ 10 bà ghi tên rồi bà giỡn tôi nên quan trọng đó, làm gì vậy cái tâm nó quyết định mọi thứ cái ý của mình làm như vậy để làm gì và là ông không chấp hai bên tức là không chấp kiểu như bây giờ lỡ ông không sư cũng quên ghi mình hay là ông lộn ai đó mà thay vì mình á, mà phải ghi đặng lẽ quy tên tôi là nguyễn thị a đó nhưng mà à, bữa đó ông sư ông lộn mình với ai khác mà ông ghi là vô danh <cười> <cười> cái, cái mình nói sung lên mình điện thoại lên không ghi tên tôi là cũng không được mà mình mình bữa nay mình có tắt ý mình nói là thôi giờ giờ không không ghi ra làm chi nhưng mà lỡ ông sư ông quên ông ghi ra luôn quen rồi thì mình cũng bình thường à, trời, sao chứ không phải mình cái kiểu không ghi tên cái mình mình kêu không ghi tên mà lão ghi mình cái mình đội điện mình mang vốn nó là chấp mình tùy hỷ sao không được giống như giờ mình, mình đi vô chùa mình cũng giường mình tính hết nhưng mà tự nhiên trời mưa cái mình quạo mưa đi tốt đi về về à giờ về sớm thì tôi ngồi thiền thôi tôi kiếm sinh sách tôi đọc có nghĩa là hoặc là quý vị thấy những cái trường hợp mà hành thiền á lúc mình hành thiền á thì nó ngủ nó buồn ngủ nó ngủ đó ngủ xuống còn cái lúc mà mình thức rồi mình 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 muốn đi ngủ á mình muốn đi ngủ mình tỉnh bờ mình tỉnh queo rồi thì ví dụ, lúc muốn hành thiền nó buồn ngủ quá thì thôi đi ngủ kệ tại vì nhiều lúc ngủ ngủ không được nhưng mà cái lúc ngủ á thức quá thì đi hành thiền thôi tức là không có cố chấp còn người đây á một là cố chấp phải ghi tên tôi cho bằng được mà tôi tôi phải để trên tự bự bự lên ngang cho người ta thấy được. hai là giấu nhẹm mà không cho ai biết hết quý uh, vị uh, sư chánh tâm nhắc sư thì sư nhớ đến trong trung bộ kinh đó có ông uh, cậu của ngài Xá Lợi Phất có nói đến nói với Đức Thế Tôn <laughs> là đại loại như thế này à, là tôi không có uh, tôi không có tha thiết các dục tôi không có chấp cái cái gì hết trơn á không, à, à, thì Đức Thế Tôn mới hỏi ông ông nghĩ gì, gì như vậy là ngon nhưng mà Đức Thế Tôn hỏi như thế này nhưng mà ông uh, có thích thú với cái chuyện ông không có chấp gì hết Mấy cái cái đó hay không nó <laughs> chết rồi Ừ. đây yeah. tôi không có tôi không có ham những cái dục nha yeah. Tôi không có ham dục gì là quá ngon rồi Nhưng cái quan trọng là mình có thích thú với cái chuyện là mình không có ham thích mấy cái dục cái vụ mà không ghi tên cũng vậy đó nó, cái thằng cái anh mà ghi tên ảnh ngã mạng thì cứ ghi tên à, mà anh mà không ghi tên thì ngã mạng theo kiểu không ghi tên nó cẩn thận cái tâm nó quan trọng you <laughs>